Rồi, ở clip trước thì mình đã đi khui hộp và đi chia sẻ với anh em cái cách thức kết nối của cái bộ mạch LED cú đêm dành cho xe Honda SH 2019 này. Và ở clip này thì mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ anh em cái cách mà bung cái pha đèn của chúng ta ở đây. Thì chia sẻ với các bạn ở đây là mình sẽ có một cái chiếc pha đèn zin của chiếc SH phiên bản 2017-2019, nó sẽ sử dụng đèn LED như thế này. Thì lý do để chúng ta sẽ phải lên một cái bộ mạch tăng sáng như thế này chính vì là cái hiệu ứng ánh sáng của cái chiếc pha zin của chúng ta có cái công suất cực kỳ là thấp, khiến cho chúng ta đi đường sẽ có cái cảm giác không an toàn khi mà gặp những cái xe ngược chiều cũng như là những cái chặng đường mà tối. Thì cái độ sáng của cái đèn xe này, theo xe này, nó sẽ không đủ đảm bảo cho chúng ta tham gia giao thông, và chúng ta sẽ phải nâng cấp một cái bộ mạch tăng sáng này lên. Và đây sẽ là một chiếc pha zin, thì ở trên cái pha này nó sẽ có những cái phần tai như thế này, và xung quanh họ sẽ tráng cho chúng ta một cái lớp keo để cách nước cách bụi. Lý do như thế thì chúng ta sẽ phải sử dụng những cái dụng cụ như sau để chúng ta tách cái pha này ra. Thì ở đây là mình sẽ sử dụng một cây khò chuyên dụng, thì ở đây là mình chuyên làm pha nên là mình sẽ sử dụng cây khò chuyên dụng này. Còn nếu như anh em không có thì anh em có thể là kiếm cho mình một cái khò đầu hoặc là một cái khò ga mini để chúng ta khò xung quanh này cũng được. Và tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng một cái cây tô vít nhỏ như thế này hoặc to cũng được tùy. Thì anh em sẽ phải lẫy vào đây để tạo mồi cho nó, và cái khuy ở đây nó sẽ bập vào cái chốt ở chỗ này, thì chúng ta sẽ phải lẫy nó lên để chúng ta bung cái pha này ra. Và tiếp theo, nếu như anh em có cái kìm tách pha như thế này cũng được, hoặc là không thì anh em sẽ sử dụng chính cái tô vít này để anh em sẽ lẫy cái phần kính ở đây và cái phần thân pha ở đây ra. Thì chúng ta sẽ lùa ở đây, chúng ta sẽ bẩy ra sau khi khò nóng. Và tiếp theo là chúng ta sẽ chuẩn bị một cái tê như thế này, hoặc là anh em không có tê có thể là sử dụng một cái cờ lê 10. Ở đây sẽ là rắc 10 để anh em sẽ tháo cái phần này, nó sẽ liên kết với cái phần chóa trong này để khi chúng ta sẽ chỉnh cao thấp bằng cái con ốc ở ngoài đây đó, thì nó sẽ liên kết đây. Chúng ta sẽ phải tháo ra để chúng ta tách cái phần chóa ở trong này ra. Rồi, và tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng một cây tô vít bốn cạnh như thế này để chúng ta tháo cái phần để tăng chỉnh cái pha này. Đó, và bây giờ là chúng ta sẽ dùng khò khò đều xung quanh ở đây. Và trước khi khò đều xung quanh ở đây thì mình sẽ chia sẻ với anh em cái tai ở đây nó sẽ bập vào cái lẫy ở trong này. Thì chúng ta sẽ dùng chính cái khò này lấy nhiệt độ để chúng ta xì thẳng vào cái phần này. Chúng ta xì sao cho nó không bị chảy cái nhựa ấy ra. Và sau khi chúng ta đã xì nó nóng lên thì chúng ta sẽ cầm cái tô vít này, chúng ta sẽ lẫy lên để nó bênh ngược lên. Đó, chúng ta sẽ lẫy hoàn toàn xung quanh của những cái lẫy ở đây, khá nhiều lẫy, trên hai cái, phần hông bên này hai cái và phần dưới hai cái. Đó, nó sẽ có xung quanh pha này, chúng ta sẽ lẫy cái này lên. Sau khi chúng ta lẫy này lên rồi thì chúng ta sẽ khò đều xung quanh ở đây để mục đích là nó sẽ nhả cái keo ở đây ra, và lúc đó là chúng ta sẽ lẫy cái phần kính đây với cái phần thân pha ở đây. Và bây giờ là mình sẽ đi và tiến hành đoạn này, là mình sẽ tua nhanh đến cái phần nào quan trọng thì mình sẽ chia sẻ với anh em. Sau khi là anh em đã khò nóng hoàn toàn cái pha này rồi thì chúng ta có thể là sẽ sử dụng cái phần tô vít này nếu như chúng ta không có cái kìm tách pha này. Rồi thì bây giờ là mình sẽ đi tiến hành mình lẫy cái pha đèn của chúng ta lên sau khi là mình đã khò trong vòng khoảng 3 phút. Và bây giờ là chúng ta sẽ sử dụng cái tô vít rèn này
và chúng ta sẽ lùa vào chính những cái phần khe xung quanh ở đây. Thì chúng ta sẽ lùa bẩy khéo khéo nhẹ tay thôi, chứ không cần phải mạnh quá. Chúng ta sẽ dùng lực vừa phải. Chúng ta sẽ lấy từ từ nhẹ nhàng thôi, chứ không cần phải sử dụng lực lớn quá. Đó, thì anh em sẽ lấy ở đây một xíu. Và ra đây chúng ta sẽ lấy một xíu. Đó. Đây là cái cách làm bằng tô vít. Chúng ta không cần phải đến cái kìm chuyên nghiệp kia. Khá là nóng anh em ạ. Mình lại quên mình không đeo găng tay. Đó, thì anh em thì thấy là nó tách ra rồi đúng không ạ? Rồi thì khi chúng ta làm mà nó sẽ bị dính keo ở đây thì chúng ta sẽ lấy khăn chúng ta hoặc là lấy rẻ chúng ta lau đi để cho nó khỏi dây ra xung quanh. Đó, anh em thì thấy là nó đã tách xung quanh ra rồi đúng không ạ? Ở góc này thì mình sẽ lấy thêm một xíu nữa. Đó. Thì anh em sẽ để nó hở như này nhá. Anh em không cần phải một phát bung ra ngay đâu. Thì trong cái lúc mà chúng ta bẩy này thì nó đã bị nguội keo mất rồi. Đó, chúng ta sẽ bẩy nó há mồm ra như thế này. Và góc này là mình sẽ bẩy thêm một xíu nữa. Đó, đây là cái cách sử dụng bằng cái tô vít. Khi mà chúng ta sẽ lẫy xung quanh nó há mồm ra như thế này rồi. Thì bây giờ là chúng ta sẽ sử dụng cái khò của chúng ta, khò thẳng vào cái phần keo ở đây. Chúng ta khò cho cái keo này thật nhuyễn. Hiện giờ là cái keo nó sẽ ở dạng mà không nhầy nhầy như thế này, này. Nó sẽ bị keo keo như thế này. Đó. Thì như thế này thì khi chúng ta rút cái phần chóa ra khỏi cái phần pha ở đây, phần kính ra khỏi cái phần pha ở đây ấy, nó sẽ thành một cái tơ rất là dài. Nó tơ dài như thế thì nó sẽ dây lem nhem ra cái những cái phần kính trắng ở trong này cực kỳ là xấu. Và bây giờ là chúng ta sẽ khò thêm một lượt nữa để cho cái keo này ở trong này nó thật là chảy ra. Nó chảy ra như thế thì khi chúng ta rút ra như thế nó không bị cái tơ dài nữa. Đó, đây là cái cách làm cực kỳ là đơn giản thôi. Và bây giờ là mình sẽ khò thêm một lần nữa. Sau khi là chúng ta đã tách cái phần kính này ra khỏi thân của cái pha đèn của chúng ta ở đây. Và bây giờ là các bạn sẽ sử dụng cái khò này. Lấy chính cái nhiệt nóng của cái khò này. Chúng ta sẽ xả thẳng vào những cái đường keo chạy xung quanh này. Đó. Và khi chúng ta khò thì anh em nên lưu ý là cái tay của chúng ta sẽ khò chạy đều cái pha như thế này. Để tránh tình trạng là cái hơi nóng nó sẽ phả trực tiếp vào đây. Nó sẽ gây sun cái pha này. Và mình sẽ hướng dẫn là anh em khi mà cầm cái chóa này thì chúng ta sẽ cầm như thế này. Và khi chúng ta khò nó sẽ đủ nhiệt rồi thì cái phần thân dưới này nó nặng, nó sẽ tự rơi ra. Và khi anh em để nó rơi ra thì anh em sẽ để ở dạng chéo như thế này. Để làm gì? Là khi cái phần này nó rơi ra như thế thì nó sẽ không bị dính keo vào trong cái phần chóa ở trong này. Cộng với cái việc là cái phần này nó sẽ không bị dính vào đây. Rồi thì bây giờ là mình sẽ đi vào tiến hành, mình sẽ khò nó. Anh em khò thẳng nó vào cái phần keo này nhá. Đó, nó đã ra rồi. Ở góc bên này nó vẫn chưa đạt. Đó, nó đã muốn ra rồi. Mình sẽ cầm lên này. Đó, và bây giờ là mình sẽ dứt nó ra. Đấy. Anh em thì thấy ạ, cực kỳ là đơn giản, rất là dễ thôi. Thì khi anh em rút nó lên thì anh em sẽ phải bửa như kiểu bửa cái vỏ sò nha nhá. Đó, thì nó sẽ không dính keo vào trong này. Và cái phần này thì chúng ta sẽ cho nó vào cái phần hộp gì đó để cho nó khỏi bị bụi vào. Rồi thì mình sẽ để ra đây. Đó thì anh em sẽ phải lưu ý cho mình là ở trong này anh em làm sao cho nó không bị dây keo vào cái phần trong này nhá. Đó. Nó không bị dây keo vào trong này. Đây không phải là keo đâu nhé. Đây là cái nút đúc thôi. Rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ chờ một xíu để cho cái này nó nguội đã. Rồi chúng ta sẽ làm tiếp. Và bây giờ là chúng ta sẽ tháo cái phần con ốc ở đây ra. Cái phần con ốc đây nó sẽ bắt trực tiếp vào cái phần trong
của cái chóa ở đây, nó sẽ chỉnh cao thấp cái phần cái chóa ở đây. Và bây giờ chúng ta sẽ tháo ra và chúng ta sẽ nhân cái này ra. Rồi sau khi là chúng ta đã tách cái phần kính ra khỏi cái phần thân của cái pha ở đây, và bây giờ là chúng ta sẽ sử dụng cái T10 hay là cái cờ lê 10 thì chúng ta sẽ tháo cái phần này ra khỏi cái con ốc ở đây và chúng ta sẽ nhấc cái pha này lên. Đó, thì ở trong này thì khuyến cáo với anh em, đây là phần dựa xi thì chúng ta không nên sờ tay vào đây, nó sẽ có dấu vân tay, nó sẽ rất là xấu, hoặc là nó sẽ bong mạ, nó sẽ làm đen, nó rất là xấu. Thì anh em sẽ cầm ở ngoài như thế này. Và bây giờ là chúng ta sẽ xoáy cái này ra. Anh em sẽ vặn ra. Rồi sau khi là các bạn đã nới hết cái phần ren khỏi cái phần pha ở đây, đó, anh em thì bênh ra được rồi đúng không ạ? Và ở đây nó sẽ có hai cái phần chấu giữ cái pha này ở hai bên ở đây. Thì chúng ta sẽ cầm chính cái teo vít rèn này, chúng ta sẽ lẫy. Và chúng ta sẽ lẫy là lẫy ở bên dưới cái phần nhựa trắng này nhá, chứ không lẫy vào cái phần nhựa xi đây. Rồi thì chúng ta chỉ cần bẩy nhẹ một cái là nó sẽ ra. Đó, chỉ cần như thế là nó đã ra. Và tiếp theo là chúng ta sẽ lẫy ở phần bên này. Thì khi lẫy ở phần bên này thì chúng ta sẽ tóm vào đây. Thì cái phần này ở đằng sau này nó bong mạ cũng không ảnh hưởng gì. Cơ bản là phần trên này chúng ta không muốn sờ đến nó. Rồi chúng ta sẽ lấy nó ra. Đó. Như vậy là nó đã tách ra rồi. Và ở trong này nó sẽ có những cái phần dây rắc này, chúng ta sẽ phải rút rắc ra thì chúng ta mới tách rời được cái phần cụm này, cụm chóa này ra khỏi cái phần thân pha ở đây. Thì chúng ta sẽ thấy ở đây nó sẽ có một cái mạch này, sẽ có một cái chân rắc ở đây. Thì chúng ta sẽ ép cái phần chân rắc này vào bằng chính cái tô vít vừa lấy. Và chúng ta sẽ rút nó lên. Đơn giản thôi, ép nó vào và rút nó lên. Đó, nó đã lên rồi. Anh em lưu ý là một lần nữa là không nên sờ trực diện vào cái phần chóa ở đây nhá. Rồi, đây là cái phần chóa trong. Và bây giờ là chúng ta sẽ lôi cái phần bo mạch nguồn chính của nó ở đây ra. Thì chúng ta sẽ sử dụng một cái tô vít 4 cạnh để chúng ta sẽ dùng cái lôi cái bó mạch nguồn của chúng ta ra. Đó thì anh em để thấy đây là cái bo mạch nguồn zin ở trên xe của chúng ta, và đây là bo mạch nguồn tăng sáng cú đêm. Đó thì anh em thể thấy là nó khác nhau hoàn toàn luôn, đúng không ạ? Ở bên này thì nhìn là chẳng chịt toàn lấy những cái con nhỏ nhỏ bé bé. Ở bên này nó có vỉ, có mạch, có khối. Đó thì anh em thì thấy là cơ bản là hai cái này nó sẽ là giống nhau, nhưng nó sẽ khác nhau là gì? Thứ nhất là ở đây nó sẽ có thêm cái bo mạch xanh ở đây, nó sẽ là Bluetooth để chúng ta có thể kết nối với các thiết bị ngoại vi như smartphone ở bên ngoài. Và cái phần mạch bo công suất ở đây thì mình thấy họ làm nó sẽ có phần tinh vi hơn, IC dán các kiểu. Còn ở đây thì toàn trở thôi, chả thấy IC. Rồi thì đây là cái phần nguồn chúng ta sẽ để ra đây. Và cái phần này làm xong rồi chúng ta sẽ để ra đây. Và bây giờ là chúng ta sẽ đi tiến hành tháo cái phần mạch ra khỏi cái phần chóa ở đây. Thì tháo cái phần mạch ra khỏi phần chóa ở đây thì anh em sẽ thấy là ở đây nó sẽ có hai con ốc ở hai bên. Chúng ta chỉ cần tháo hai con ốc này ra thì chúng ta sẽ lôi cái phần mạch này ra, đơn giản. Rồi, như thế này thì chúng ta sẽ cầm lôi nó ra. Ở đây nó sẽ có hai cái chấu giữ ở hai đầu nhá. Chúng ta sẽ phải lấy nó ra. Lay lay nó khác ra. Đó. Đây là cái phần bo đèn của chúng ta. Rồi cái phần này sẽ để riêng đây. Đó thì anh em thì thấy là ở trên cái phần bo mạch đèn của chúng ta, ở đây thì anh em thì thấy là nó sẽ khác nhau hoàn toàn đúng không ạ? Một bên này nó phần nhân chip led bé xíu xíu xíu, và cái mạch của nó chỉ là mạch phíp bằng nhựa thôi. Còn ở bên này nó sẽ có phần mạch led với nhân led lồi của Krem, một thương hiệu đèn cực kỳ nổi tiếng, và phần bo mạch nó bằng nhôm. Đó, thì bây giờ là chúng ta sẽ đi tháo những cái con ốc này ra. Và chúng ta sẽ đưa cái phần bo mạch
tăng sáng này vào cái phần đèn của chúng ta. Và cái phần bo của chúng ta nó sẽ là liền thành một khối như thế này, đúng không ạ? Ở đây thì anh em thì thấy là họ sẽ phay CNC gần như là muốn đứt rồi. Đó, và chúng ta sẽ cầm chúng ta bẻ như thế này là nó khác gãy. Đó, không ảnh hưởng gì đâu anh em nhé. Rồi thì anh em sẽ thắc mắc là ở đây nó sẽ có hai mặt giống nhau đúng không ạ? Thì anh em sẽ sợ lắp nhầm, không nhầm được đâu anh em. Thì ở đây nhà sản xuất người ta cũng đã thiết kế rồi, nếu như anh em có lắp sai thì cũng không lắp được. Đây ví dụ như mình đây muốn lắp sai không lắp được đúng không ạ? Bởi vì ở đây nó sẽ có cái lỗ định vị to ở đây, thì ở đây nó sẽ có cái lỗ định vị ở đây. Chúng ta sẽ phải đặt vào như thế này, đúng thì nó mới vào, sai không bao giờ vào. Đó, thì cái phần bên này cái lỗ định vị nó ở phần chỗ cái quạt ở đây, thì chúng ta thả vào nó đã vào rồi. Đó, cực kỳ là đơn giản, không bao giờ lắp nhầm được đâu. Và bây giờ là chúng ta sẽ bắt ốc vào. Rồi, đến cái phần này sẽ là phần quan trọng. Đó, thì anh em thì thấy là ở trên cái phần dây rắc chính của chúng ta ở đây, họ sẽ tặng kèm cho chúng ta có thêm hai cái quạt ở đây. Thì hai cái quạt này thì các bạn sẽ lắp vào đây cho mình. Đó, các bạn sẽ lắp vào đây cho mình. Thì anh em sẽ lưu ý cho mình là cái quạt này nó sẽ có mặt phải mặt trái. Gió thì nó sẽ hút từ cái mặt phải này thổi qua mặt trái. Cái mặt trái nó sẽ có màu trắng và mặt phải nó sẽ là có phần cánh quạt. Thì chúng ta sẽ lắp để cho nó thổi gió từ ngoài này vào cái phần của cái bóng led ở đây. Thì chúng ta sẽ lắp như thế này mới là đúng anh em nhé. Đó, còn nếu như chúng ta lắp như thế này là chúng ta sẽ lắp sai. Đó, chúng ta sẽ lắp như thế này. Gió nó sẽ lấy từ ở cái phần mặt cánh này thổi sang cái phần mặt trắng này để thổi vào cái bóng led của chúng ta. Nó sẽ tăng cái độ bền và cái độ mát cho cái bóng led này. Rồi, thì bây giờ là mình sẽ bắt ốc vào. Thì anh em sẽ chỉnh cho nó ngay ngắn nhé. Đó, anh em sẽ chỉnh cho nó ngay ngắn. Đó, nó sẽ là như thế này. Và tiếp theo là chúng ta sẽ bắt nốt cái con bên này. Sau khi các bạn đã bắt thành công cái bộ bo mạch đèn này vào cái phần thân để bắt vào cái phần chóa đèn của chúng ta. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ đi cắm rắc. Thì anh em thì biết là ở đây nó sẽ có một rắc nhỏ này, một rắc nhỡ và một rắc to ở trên cái đầu này. Thì ở đây nó sẽ là rắc nhỏ, thì chúng ta sẽ cắm cái rắc nhỏ này vào. Chúng ta cứ cắm, không cắm sai được đâu, cắm sai là nó sẽ không vào. Đó, chỉ cần như vậy. Và cái phần rắc nhỡ ở đây thì chúng ta sẽ cắm nó về bên này. Cắm sai không cắm được đâu anh em nhé. Nên là anh em cứ cắm thoải mái đi. Rồi, như vậy là xong. Chúng ta sẽ được một cái bộ bo mạch như thế này. Và bây giờ là chúng ta sẽ để ở đây. Và tiếp theo là chúng ta sẽ bắt cái phần bo mạch nguồn. Cái phần mạch đỏ ở đây nó sẽ là phần bo mạch nguồn. Thì chúng ta sẽ lại lắp vào đây. Đó, chúng ta sẽ lắp vào đây như thế này. Trước tiên là chúng ta sẽ phải cho cái phần rắc này vào. Cái phần rắc này thì nó sẽ giống nhau thôi, nhưng mà chúng ta cứ dùng theo cái rắc của nhà sản xuất họ sẽ tặng kèm cho chúng ta. Rồi thì chúng ta sẽ cho này vào đây và chúng ta sẽ khóa nó lại. Sau khi là các bạn đã cho cái phần rắc đuôi của cái đèn này vào rồi thì chúng ta sẽ cắm kết nối nó vào cái đầu nhỏ ở đây. Rắc nhỏ thì chúng ta sẽ cắm vào nhỏ. Cắm sai nó không vào được đâu, cho nên là anh em cứ cắm thôi. Đó. Và tiếp theo là chúng ta sẽ cắm cái phần rắc to ở cái phần bo mạch đèn của chúng ta. Chúng ta sẽ cắm vào. Rồi, như thế này là ok.
để đảm bảo cho cái công việc của chúng ta làm một cách thuận lợi nhất thì khi như thế này rồi thì các bạn có thể là cắm cái phần này vào cái phần đuôi ở trên xe để test thử là cái đèn này, tất cả các cái mạch này nó đã được sáng thành công, nó không bị thiếu một cái bóng nào, và những cái quạt này nó đã được chạy ngon lành, nó không bị thiếu một cái quạt nào là ok. Thì lúc đó thì chúng ta mới lắp vào cái phần pha này. Rồi thì bây giờ là mình sẽ phải đi thử đã, sau đó là mình sẽ hướng dẫn anh em tiếp. Sau khi là mình đã test trên xe ngon lành rồi thì là mình thấy có cái điều rất là lý thú ở đây. Thì anh em thể biết là ở cái phần mạch tăng sáng này thì có rất nhiều hãng sẽ sản xuất những cái phần mạch tăng sáng này, nhưng mình thấy là ở đây nó sẽ có cái phần hay là gì. Thứ nhất là ở trên cái phần bo mạch chủ ở đây sẽ là mạch nguồn, nó sẽ tích hợp thêm cái phần mạch Bluetooth để kết nối với các cái thiết bị ngoại vi bên ngoài, ví dụ như smartphone, để giao tiếp mấy cái đèn của chúng ta thông qua là cái bộ xử lý tín hiệu trong này. Và tiếp theo nữa là cái phần này thì mình thấy là họ làm nó khá là chỉnh chu, nó sẽ hơn những cái nhà sản xuất khác. Thứ nhất là nó sẽ có những cái phần quạt này, ở cái phần bo mạch của chúng ta ở đây nó có đến những 4 cái quạt, và cái phần này họ sẽ thiết kế những cái quạt nó thổi thẳng vào phần chiplet ở đây. Đó thì anh em thì thấy ở đây nó sẽ khoét những cái lỗ ở đây để không khí nó sẽ lưu thông, chạy tuần hoàn ở trong này, nó không dẫn đến là cái phần nhân chiplet của chúng ta nóng cục bộ, nó dẫn đến là hao tổn công suất cũng như là cháy cái phần chiplet của chúng ta, nó sẽ bảo vệ rất là tốt. Và cái phần quạt này thì họ sẽ thiết kế là một bên hút và một bên xả khí đó. Và ở trên cái phần bo mạch này mình thấy nó có một cái điều cực kỳ là sáng giá, ở đây là nó sẽ có thêm 6 cái con chip LED 7 màu RGB ở đây, thì chúng ta có thể là tùy chỉnh các cái màu sao cho là theo sở thích của chúng ta, xanh đỏ tím vàng đủ các loại màu đó. Nó gần như là những cái phần bi xenon hay những cái phần bi LED mà anh em hay gắn đấy, mắt quỷ đó đó, thì nó sẽ tương tự như thế. Rồi thì bây giờ là sau khi test thành công rồi thì chúng ta sẽ đút nó vào cái phần chóa đèn của chúng ta ở đây. Và bây giờ là chúng ta sẽ đút cái phần bo mạch của chúng ta vào cái phần chóa đèn của chúng ta. Ở đây thì anh em sẽ để ý cho mình, ở đây nó sẽ có lỗ ốc ở dưới và cái lỗ định vị ở trên. Thì ở đây nó cũng tương tự như thế, lỗ ốc ở dưới và cái chân định vị ở trên. Đó, nên là chúng ta không bao giờ sợ đút nhầm đâu. Rồi, thì như thế này rồi thì chúng ta sẽ bắt ốc ở hai bên. Rồi sau khi là anh em đã bắt thành công cái phần mạch LED này vào cái phần chóa đèn của chúng ta ở đây, thì đằng sau nó sẽ có hai cái dây khá là to và bọc chống cháy. Đó, thì chúng ta sẽ dàn nó ra hai bên này và chúng ta sẽ ép nó xuống. Cái phần này nó sẽ bập vào đây. Chúng ta sẽ ấn nó xuống. Đó. Và tiếp theo nó sẽ đến bên này. Chúng ta sẽ dàn cái dây này ra nhé, để sao cho nó không bị chống vào cái phần ốc tăng chỉnh ở đây. Đó. Và bây giờ là chúng ta sẽ lựa cái phần này, nó sẽ chạy đi chạy lại này. Cái con ốc tăng giảm này nó sẽ chạy đi chạy lại, thì chúng ta sẽ lựa nó vào cái phần con ốc này và chúng ta vặn nó lại như lúc đầu là xong. Nếu như anh em nào mà không làm được như thế này ấy, thì có thể là gửi pha về mình thì mình sẽ làm hoàn thiện và mình sẽ gửi lại cho anh em, về chỉ việc cắm rắc vào đằng sau này là sử dụng thôi. Thì khi cắm rắc vào xe thì các bạn sẽ phải kích hoạt chế độ bảo hành cũng như là kích hoạt để sử dụng cái bóng này. Thì mình sẽ có một cái video khác để mình sẽ hướng dẫn anh em. Đó, trong cái quá trình làm của chúng ta thì có thể là chúng ta sẽ bị chạm tay vào những cái phần này. Thì chúng ta sẽ lấy giấy ăn, chúng ta lau sạch đi để nó khỏi có phần mồ hôi của chúng ta ở đây. Để sau này nó cái mồ hôi của chúng ta nó có muối thì nó sẽ bong mạng, nó cực kỳ là xấu. Và khi chúng ta làm thì tất nhiên là chúng ta sẽ không bao giờ sờ vào phần chóa ở trong này rồi. Nếu như chẳng may nó bị rơi bụi vào thì anh em có thể là sử dụng cái máy khò của chúng ta, chúng ta sẽ thổi cái phần bụi trong này đi, tuyệt đối không được thò tay vào cũng như là lấy giấy lau anh em nhé. Đó thì video thì bên mình thì mình bao giờ cũng hướng dẫn anh em một cách tỉ mỉ. Thì có rất nhiều anh em nói mình là nói hơi nhiều. Đó, mình phải nói nhiều như thế này thì như anh em nào không am hiểu về cái độ chế này anh em cũng thể làm được tại nhà. Rồi thì bây giờ là mình sẽ cho cái kính vào. Rồi và bây giờ là chúng ta đã vệ sinh sạch sẽ phần chóa này rồi, thì chúng ta có thể là chụp cái phần kính này vào với cái thân chóa của chúng ta ở đây.
Thì đến cái phần này thì có khá nhiều anh em có inbox mình là hỏi mình là cái này của các bạn ấy màu trắng thì các bạn ấy muốn cho nó thành màu đen giống như các anh em mà đã đậu bi rồi ấy, thì hay làm những cái phần này nó ra màu đen thì sẽ làm như thế nào. Thì cách làm cực kỳ đơn giản, thì anh em có thể thấy là ở đây nó sẽ có những cái con ốc ở đây, thì chúng ta sẽ tháo ra, tháo rời cái miếng trong này ra, và chúng ta sẽ sử dụng một cái lọ sơn. Ở đây là mình hay sử dụng cái lọ sơn Samurai có cái mã là 29109A. Đây nó sẽ là cái sơn đen sần anh em nhé. Anh em sẽ sử dụng sơn đen sần nó sẽ đẹp hơn là anh em sử dụng sơn đen bóng. Đó, thì cái lọ sơn này nó chỉ có mấy chục nghìn thôi. Thì bên mình không bán sơn này đâu nha. Thì cái này thì anh em tự online mua. Nó là sơn Samurai anh em nhé. Mã của nó là 109A. Fastback nó sẽ là sơn đen sần. Rồi. Thì khi chúng ta sơn xong thì chúng ta sẽ để cho nó khô và anh em sẽ lắp vào như thế này thì nó sẽ ra sần. Mới cộng thêm là ở đây là nó sẽ sần sẵn rồi thì chúng ta sơn vào nó khá là đẹp. Nhìn nó sẽ ngầu nếu như cái xe của các bạn màu đen đấy mà sơn cái pha này màu đen cực kỳ là đẹp. Anh em sẽ sơn cái phần xi trắng ở trong này này chứ không phải cái kính gì đâu nhá. Rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ chụp cái phần này vào. Thì đối với cái pha của SH chụp cái phần kính này vào cái phần pha cực kỳ đơn giản, bởi vì là cái phần chóa ở trong nó khá là nhỏ đó, thì chúng ta chỉ cần là khéo léo đặt vào thôi. Còn những cái phần pha của những cái dòng xe khác thì nó sẽ to hơn, nó sẽ khó làm hơn đó. Thì anh em sẽ lưu ý là khi chụp vào thì ở trên này nó sẽ có keo đó, anh em hạn chế nhất có thể không để nó va chạm vào cái phần chóa ở trong này, nó sẽ lem nhem nó cực kỳ là xấu. Rồi thì bây giờ là mình sẽ chụp vào và sau đó là mình sẽ khò nó để nó dính lại như lúc đầu. Rồi đến cái phần này thì chúng ta sẽ chuẩn bị thêm cho mình những cái kẹp như thế này. Nếu như anh em không có kẹp ấy thì anh em khò xong rồi lấy tay anh em ép nó xuống. Còn nếu như anh em có cái kẹp này ấy, thì nó sẽ nhàn cho anh em. Đó thì cái kẹp này nó chỉ là cái kẹp mà bình ắc quy của xe ô tô thôi. Thì chúng ta mua 45.000 một cái kẹp. Đó, nếu như anh em thợ thì hầu như anh em nào cũng có những cái kẹp như thế này. Thì anh em chỉ cần kẹp sẵn nó vào đây. Và khi anh em khò nóng lên thì cái kẹp này nó sẽ tự kẹp cái phần pha của chúng ta, nó tự động nó khít xuống thì chúng ta không mất công ép nữa. Đó, video mình làm cực kỳ là tỉ mỉ và bây giờ là mình sẽ chỉ cần khò nó là nó khắc tự ép vào thôi. Đó thì chia sẻ đến đây thì sẽ có nhiều anh em làm thợ chẳng hạn đó thì sẽ comment này nọ lọ chai và sao là anh không dùng keo để dán những cái mép kính ở đây. Đó thì chia sẻ với anh em ở đây là mình có keo anh em nhé. Đó thì ở đây nó sẽ có những cái cuộn keo như thế này thì chúng ta sẽ dán đều xung quanh mép kính ở đây. Nhưng ở video này, khuôn khổ video này là mình sẽ hướng dẫn anh em có thể tự làm ở nhà. Đó thì anh em tự làm ở nhà thì không anh em nào sẽ có những cái cuộn keo như thế này đâu. Thì với lại là những cái pha của những cái xe SH này, những cái phần keo này khi chúng ta lấy ra ấy, thì chúng ta ụp vào ấy, thì gắn như này nó sẽ là gần như là như zin. Nó sẽ không bị kênh cái phần này ra cho nên là chúng ta sẽ không phải bồi thêm những phần keo đây vào. Còn nếu như chúng ta mà lắp bi led hay bi xenon ấy có thể nó sẽ bị kích ở đây. Thì cái phần kính này nó sẽ không ăn khít vào như ban đầu của nó nữa. Thì bắt buộc là chúng ta sẽ phải chèn những cái phần keo chuyên dụng để gắn chóa đèn chúng ta ở đây. Đó. Này là mình đã giải thích rồi đúng không ạ? Mình sẽ không cần sử dụng cái này luôn. Rồi thì bây giờ là chúng ta đã thấy là nó đã khít vào như lúc đầu của nó rồi. Nhưng cái phần tay này nó vẫn cứ bị vênh ra, bởi vì là lúc đầu là mình đã nẫy nó ra rồi. Thì bây giờ là anh em chỉ việc là khò nóng vào và chúng ta sẽ ấn cái phần cái lẫy này xuống như ban đầu của nó là xong. Vậy là cái công việc của chúng ta đã làm xong, hoàn thành công việc một cách đơn giản, nhẹ nhàng. Đó, cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Nếu như anh em thấy hay có thể là like, share, subscribe kênh của mình là Kim Một Tun. Cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Nếu như anh em có nhu cầu về những cái bộ mạch tăng sáng cú đêm này, nó có nhiều hiệu ứng, nó có rất nhiều cái hay, thì có thể là
đặt hàng bên mình thì bên mình sẽ ship đến tận tay cho anh em. Và anh em có thể tự làm như này, nếu như anh em không tự làm được thì có thể là gửi về mình, thì mình gửi một cái file như này về mình thì mình sẽ làm cho anh em và mình sẽ ship cho anh em. Đó thì bên mình sẽ có các loại mạch dành cho các loại xe khác nhau, ví dụ như là SH này, X150 này, Winner này, vân vân đó, hoặc là Ablade, những cái phiên bản đèn led là mình đều có nhá. Cảm ơn anh em chịu chi giúp dõi, cảm ơn, hẹn gặp lại.